tay không nhảy xuống đánh trả bọn cướp. Top 4 tình bạn tri âm tri kỷ trong bóng đá khiến thế giới thán phục. Top 1 còn xả thân cứu bạn trước cướp. 4. Messi và Suarez thân thiết ở ngoài đời tới mức phải chọn ở nhà gần nhau mới ưng, phải gửi con cùng trường mới chịu. Messi bận thì Suarez đón cả con mình cùng con Messi và ngược lại. Thậm chí cô vợ Antonella của Leo và bà xã Sofia của Sutor còn chung tiền mở hiệu giày trong thành phố Barcelona. 3. Ibra trải lòng: hồi mới tới Ajax, tôi không có tiền, lương chỉ được trả cuối tháng. Tôi liền tâm sự Maxwell. Và cậu ấy xuất sáng ngay: đến chỗ tớ, ngay và luôn nhá. Thế là tôi dọn sân nhà Maxwell, ăn trực ở đó luôn. Chúng tôi có gì cũng chia sẻ với nhau. Đi chung xe tới sân tập, cậu ấy chu đáo trải cho tôi một chiếc đệm ở giữa nhà. Tôi ăn trực nhà Maxwell cho đến khi nhận được lương. 2. Do cùng nói tiếng Bồ Đào Nha nên Marcelo đã giúp CR7 làm quen khi mới chân nước chân giáo tới Madrid. Trong lúc tất cả các cầu thủ hoàng gia đang say sưa ăn mừng sau chiếc cúp tay voi lần thứ 3, chỉ có Marcelo tâm trạng như từ thiên đàng rơi xuống. Bởi vì M12 biết rằng người anh em thân thiết nhất của anh sắp bước vào đường hầm và không bao giờ quay trở lại nữa. 1. Trong vụ cướp hồi năm 2019, đối mặt với những tên côn đồ cầm dao, có một cầu thủ sẵn sàng để Ozil ngồi trong xe bảo vệ cho vợ, còn mình tay không nhảy xuống đánh trả bọn cướp. Anh chính là Sid Kolasinac.